Thưa quý vị, chiều ngày 13 tháng 8, ông Bùi Trung Đường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 8, ở Đà Lạt có mưa lớn kéo dài khiến bãi rác Cam Ly nằm trên trên đồi nghiêng trượt đổ xuống dưới thung lũng, nơi nhiều hộ dân đang canh tác rau hoa cà phê. Thống kê sơ bộ có hàng ngàn tấn rác từ trên đồi cao đổ xuống trôn vùi khoảng 7 hecta đất, bao gồm nhiều diện tích rau hoa. Rác đã vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, rác còn vùi lấp hệ thống đường giao thông, suối nước khiến việc sản xuất của người dân bị ngưng trệ hoàn toàn. Nước thải chảy ra từ bãi rác đen kịt, nồng nặc mùi hôi, có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước và lây lan dịch bệnh. Bãi rác Cam Ly từng phải đóng cửa từ tháng 7 năm 2015 khi nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt, xã Xuân Trường, Đà Lạt do công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư đi vào hoạt động. Tuy nhiên, chỉ sau một năm hoạt động, nhà máy này bị quá tải, khiến lượng rác dồn ứ hàng ngàn tấn, từ tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho phép công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt tiếp tục đổ rác tại bãi rác Cam Ly.